VFF tìm huấn luyện viên trưởng, điều kiện bất ngờ với người ngồi ghế nóng. VFF đưa ra nhiều tiêu chí quan trọng và có sự sàng lọc kỹ lưỡng các ứng viên ngồi ghế huấn luyện viên trưởng tuyển Việt Nam thay ông Chu Xi. Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam được xem xét, đánh giá dựa trên tiêu chí về uy tín, trình độ chuyên môn và phải phù hợp với bóng đá Việt Nam. Được biết, ngoài những tiêu chí quan trọng trên, nhiều thành viên ban chấp hành VFF cũng đưa ra ý kiến về việc cần phải tìm một huấn luyện viên ngoại có độ tuổi không cao và tốt nhất là không thất nghiệp quá lâu. Đây đều là những vấn đề gặp phải với huấn luyện viên Chu Xi. Chiến lược gia người Pháp đã 69 tuổi và có khoảng 10 năm không dẫn dắt đội tuyển quốc gia nào trên thế giới. Bình luận viên Quang Huy đánh giá, huấn luyện viên Chu Xi có cách dùng nhân sự rất lẩm cẩm, có lẽ vì vấn đề tuổi tác. Bình luận viên này cũng cho rằng việc một huấn luyện viên dù tài giỏi đến đâu nhưng lâu không cầm quân sẽ gặp những vấn đề về tính thực tiễn, khó cập nhập sự thay đổi đến chóng mặt của bóng đá hiện đại. Thực tế cho thấy ông Chu Xi là một trong những huấn luyện viên ngoại có bản CV hoành tráng nhất khi dẫn dắt tuyển Việt Nam. Nhưng ngặt ở chỗ, ông không phải là người phù hợp với bóng đá Việt Nam. Nhiều thông tin cho biết VFF đang nghiêng về phương án tìm một huấn luyện viên trưởng người Nhật Bản hoặc Hàn Quốc. Huấn luyện viên này là người có thể đáp ứng được hết các tiêu chí quan trọng là sự uy tín, chuyên môn cao và đặc biệt là hiểu về văn hóa, con người Việt Nam. Trong quá khứ, bóng đá Việt Nam có một chương huy hoàng dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, Hàn Quốc. Xa hơn nữa, huấn luyện viên Miura của Nhật Bản cũng từng ghi dấu ấn với chiến tích giúp Olympic Việt Nam đánh bại Iran 4-2 và vượt qua Kyrgyzstan để giành ngôi đầu bảng tại ASEAN 17. Dù sau này ông Miura bị VFF sa thải nhưng giới chuyên môn vẫn đánh giá rất cao sự linh hoạt trong chiến thuật. Biết mình biết người của tuyển Việt Nam dưới thời nhà cầm quân này. Những động thái mới cho thấy VFF dường như đang lên kế hoạch tiếp cận những ứng viên đến từ Nhật Bản. Mới đây, VFF liên tiếp gia hạn hợp đồng và ký hợp đồng tài trợ với hai đối tác lớn đến từ xứ sở mặt trời mọc, có thể là nước đi có mục đích rõ ràng. Ngoài vấn đề về hỗ trợ tiền lương, dự kiến rất cao cho các huấn luyện viên trưởng, thì mối quan hệ giữa hai bên mở ra nhiều sự thuận lợi. Liên đoàn bóng đá Nhật Bản chắc chắn rất sẵn sàng giúp VFF tìm kiếm một huấn luyện viên ưng ý nhất, phù hợp nhất. Không chỉ nhiều ứng viên của Nhật Bản hay Hàn Quốc. Thời gian qua có rất nhiều huấn luyện viên tên tuổi nước ngoài đánh tiếng muốn dẫn dắt tuyển Việt Nam, nhưng VFF tỏ ra rất thận trọng và kín tiếng. Trước mắt, VFF mới chỉ bổ nhiệm huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á từ nay tới tháng 6. Nếu chưa tìm được huấn luyện viên ngoại phù hợp ngồi ghế nóng tuyển Việt Nam, VFF sẽ có phương án huấn luyện viên tạm quyền. Trao đổi tổng thư ký VFF Dương Nghiệp Khôi cho biết, lúc này tôi chưa thể nói bất cứ điều gì về cuộc tìm kiếm huấn luyện viên trưởng. VFF sẽ có thông báo với giới truyền thông khi có thông tin chính thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký bật chuông để lại bình luận bên dưới và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.